Nếu như các bạn đã xem bộ phim Bom Tấn, Hạ Cánh Nơi Anh, nổi tiếng của Hàn Quốc thì có thể hình dung được phần nào cuộc sống của người dân Triều Tiên. Bên cạnh chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi chính, bộ phim còn khắc họa đời sống của người dân ở vùng nông thôn thiếu thốn và thủ đô Bình Nhưỡng hòa lệ, hai khung cảnh đối lập hoàn toàn với nhau. Trong những thập kỷ qua, Triều Tiên luôn là một quốc gia bí ẩn nhất hành tinh. Nhiều người vẫn hay đùa rằng Triều Tiên và phần còn lại của thế giới. Chúng ta vẫn thường nghe trên báo đài nói về đất nước Triều Tiên lạc hậu so với thế giới. Không có Internet, điện thoại hay máy tính không được phổ biến. Đất nước này cũng nổi tiếng với những điều luật vô cùng khắt khe dành cho người dân như chỉ được cắt theo đúng 15 kiểu tóc, cấm phụ nữ mặc váy ngắn, cấm quần jean, cấm cả thần tượng idol K-pop. Tuy nhiên, ở Triều Tiên cũng giống như các quốc gia khác là có một bộ phận nhỏ giới siêu giàu. Họ được sống trong những căn hộ xa hoa, đi ô tô và tận hưởng những dịch vụ đặc biệt, đối lập hoàn toàn so với những người dân bình thường. Nhưng cuộc sống của giới siêu giàu Triều Tiên không chỉ đơn giản là sự xa hoa. Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy ấy là những câu chuyện phức tạp về mối quan hệ với chính trị, quốc gia và những hạn chế mà họ gặp phải. Và hôm nay, Radio Siêu Giàu sẽ hé lộ cho các bạn về cuộc sống ít người biết đến của giới siêu giàu Triều Tiên. Họ là ai? Họ sống ở đâu? Và được tận hưởng những đặc quyền gì? Hãy cùng Radio Siêu Giàu tìm hiểu ngay và luôn nhé! 1. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu giới siêu giàu Triều Tiên chiếm bao nhiêu phần trăm dân số? Họ ở đâu? Tại Triều Tiên, giới thượng lưu còn được gọi là Donju, chủ tiền, chỉ chiếm một phần nhỏ dân số quốc gia. Ước tính có khoảng 1% dân số Triều Tiên thuộc về tầng lớp thượng lưu giàu có. Trong khi đó, 99% dân số còn lại phải đối mặt với khó khăn kinh tế và nhiều hạn chế trong cuộc sống thường ngày. Tổng thể, nền kinh tế Triều Tiên rất lạc hậu, công nghiệp không phát triển. Nhưng kể từ khi Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền ủng hộ cơ chế thị trường, sự phát lên của các tầng lớp Donju, chủ tiền bạc đã giúp thay đổi bộ mặt thủ đô, tạo ra thế hệ người giàu lớn mạnh. Nếu bạn tò mò, muốn liếc trộm xem 1% tinh hoa xứ Triều Tiên sống ra sao, thì chỉ cần đến Pyeonghatan, khu thượng lưu ở thủ đô Bình Nhưỡng, một thành phố được ví như New York của Mỹ. Tên gọi của Pyeonghatan là tên ghép giữa Bình Nhưỡng và Manhattan, khu dân cư sầm uất và giàu có nhất New York. Tất nhiên, khu này không dành cho người dân bình thường ở Triều Tiên với chiếc túi lẹp kẹp, một xu không có. Khác với vẻ tiêu điều hoang vắng của người dân vùng nông thôn Triều Tiên, thì thủ đô Bình Nhưỡng vẫn rất sôi động và hoa lệ. Các chung cư cao tầng, tòa nhà sang trọng đua nhau mọc lên như nấm. Cùng với đó là hàng loạt các địa điểm vui chơi giải trí, ẩm thực và khu trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu sống vương giả của 1% người giàu. Kim Jong-un ra lệnh xây nhiều công viên giải trí, công viên nước, khu lướt ván, trượt băng, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Xung quanh thủ đô, các sân bóng chuyền và đánh tennis luôn đông ắp thanh niên, rich kid nhà giàu. Seldon, nhân vật trong bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh, chính là hình mẫu của con nhà giàu xứ Triều Tiên đó, các bạn ạ. Mặc dù thu nhập trung bình một năm của người Triều Tiên chỉ rơi vào khoảng 1,38 triệu won trên một người, tức là khoảng 27 triệu đồng, nhưng giới thượng lưu ở quốc gia này vẫn phất lên ào ạt. Vậy giới siêu giàu Triều Tiên có những thú vui tiêu tiền xa xỉ như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thứ hai, những thú vui xa xỉ đến không tưởng của giới siêu giàu Triều Tiên. Chúng ta đã quá quen với việc đọc những thông tin về các hội con nhà giàu trên thế giới như là mua siêu xe, tậu biệt thự, mua hàng hiệu xa xỉ. Ở Triều Tiên, hội siêu giàu cũng có những cách tiêu tiền và sở thích sang chảnh có chút khác biệt hơn. Bỏ ra nhiều tiền thuê máy bay cỡ nhỏ ngắm thành phố trên cao. Các bạn sẽ chẳng thể ngờ được giới siêu giàu ở Triều Tiên lại có thể bỏ ra cả đống tiền chỉ để thuê máy bay cỡ nhỏ ngắm thành phố trên cao. Việc thuê máy bay cỡ nhỏ cho phép họ bay trên không trung, bay qua các địa danh và cảnh quan nổi tiếng. Họ có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố, các công trình kiến trúc. Điều này mang đến một cảm giác thú vị và hứng khởi, đồng thời cho phép họ thể hiện sự giàu có và địa vị xã hội. Tuy nhiên, việc thuê máy bay cỡ nhỏ để ngắm nhìn thành phố trên cao là hoạt động đặc biệt, chỉ dành cho một số người có khả năng tài chính. Bên cạnh đó, những người này cũng cần tuân thủ quy định an toàn. Chỉ có người giàu mới được khoe da thịt. Tại Triều Tiên, người dân phải thực hiện nghiêm quy tắc cấm ăn mặc hở hang, cấm mang cả tật lưới. Trong khi phụ nữ các nước trên thế giới đua nhau chạy theo làng mốt, bận những chiếc áo hay váy thời thượng, gợi cảm, thì phụ nữ Triều Tiên chỉ được mặc trang phục kín cổng, cao tường theo quy định. Thế nhưng nếu bạn là phụ nữ Triều Tiên của giới thượng lưu thì sẽ khác. Thay vì khoe khoang thời trang và vóc dáng trên đường,
các Rikid Triều Tiên sẽ kéo nhau vào các phòng tập gym thượng lưu để được mặc các loại đồ bó sát. Chúng tôi đến phòng tập thể dục để khoe cơ thể, da thịt. Đây là một lời thú nhận của các cô gái thượng lưu. Các cô nàng có thể khoe thời trang siêu bó và hở bạo. Họ thích mặc quần legging và áo bó siêu sát của Ellie. Còn nam giới thì diện đồ Adidas và Nike. Người giàu có thể vừa chạy trên máy bay, theo dõi các chương trình Disney qua TV hoặc tập yoga. Khu này còn có khu tổ hợp phục vụ tiệc cưới, giá thuê lên đến 500 đô một giờ, tương đương với 11 triệu đồng. Sau thời gian rèn luyện thể chất, họ đổi đồ tập với các trang phục thời thượng, tự do thể hiện phong cách, sở thích cá nhân. Sở hữu siêu xe hạng sang, chục tỷ. Đi xe đạp là hình ảnh thường thấy của người dân Triều Tiên. Tuy nhiên, thi thoảng ở đất nước này vẫn xuất hiện một vài con siêu xe như Audi 6 trên đường phố Bình Nhưỡng. Một điều đặc biệt ở Triều Tiên đó là theo luật pháp trước năm 2017, công dân không có quyền sở hữu xe hơi riêng. Vì vậy, các xe ô tô đều thuộc quyền quản lý của nhà nước. Nhưng kể từ năm 2017, Triều Tiên đã bắt đầu cho phép cá nhân được mua xe. Tuy nhiên thì việc đăng ký và mua vẫn rất khó khăn. Giá cả thì đắt đỏ trên trời, chỉ có giới siêu giàu 1% mới có thể sở hữu. Chính vì thế, Triều Tiên là một trong những quốc gia có số lượng xe tính trên đầu người thấp nhất thế giới. 1 trên 1.000, chỉ có khoảng 30.000 ô tô đang lưu hành trên đất nước 24 triệu dân. Cũng vì thế mà Triều Tiên không bao giờ xảy ra chuyện tắc đường như Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh đâu nhé. Chủ tịch Kim Jong-un cũng là một người thích siêu xe. Đầu tiên là chiếc Mercedes Maybach S600 Quad hạng sang bản đặc biệt, được bọc thép chống đạn. Con xe này đã từng đưa đón ông Kim Jong-un khi đặt chân đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Số tiền của một chiếc Mercedes Maybach S600 thông thường có giá 420.000 đô, tương đương với gần 10 tỷ đồng. Như vậy chắc chắn chiếc xe phiên bản bọc thép đặc biệt đến từ Triều Tiên sẽ có số tiền cao hơn rất nhiều. Chiếc xe thứ hai là xe Mercedes-Benz 600 Pullman Quad hơn 1 triệu đô, hơn 23 tỷ đồng cũng thu hút sự chú ý của dư luận. Đây là con phương tiện hộ vệ được các nguyên thủ thế giới rất ưa chuộng. Bên cạnh đó, ông Kim còn sở hữu siêu xe Rolls-Royce Phantom có khả năng chống đạn, biến nó thành một pháo đài thực thụ. Tận hưởng dịch vụ ẩm thực cao cấp, sang trọng, giá trên trời. Tại Triều Tiên, từ lương thực đến bất động sản đều do chính phủ phân phối và quản lý. Vì thu nhập thấp nên từ lâu chuyện ăn uống của người dân cũng khá đạm bạc. Tuy nhiên, giới siêu giàu ở Pyeonghatan lại có thể thoải mái chịu bỏ tiền mua những thực phẩm hiếm có, đắt đỏ nhập khẩu từ phương Tây như thịt bò Mỹ, cá hồi Na Uy, bia rượu ủ thủ công châu Âu. Tất nhiên tất cả đều được bán với giá trên trời. Đó cũng là những thứ mà 99% người dân Triều Tiên còn lại không thể nào chạm tới. Khu trung tâm của thủ đô Bình Nhưỡng cũng là nơi tọa lạc của các cửa hiệu đắt tiền, nhà hàng bán sushi và quán cà phê mở 24 trên 24 giờ. Tại một nhà hàng phong cách Đức ở Triều Tiên, phục vụ món ăn Tây, thịt bò nướng kèm khoai tây bỏ lò giá 48 đô, hơn 1 triệu đồng, cốt lết chiên giòn Wiener Schnitzel của New Zealand khoảng 7 đô. Karikid thường lui tới quán cà phê để thưởng thức những món đồ uống có giá khoảng 8 đô, một ly mocha đá có giá 9 đô. Đây là con số rất cao tại Triều Tiên cho một ly nước, vì lương công chức ở Bình Nhưỡng chưa tới 10 đô la một tháng, tức là khoảng 235.000 đồng. Thú thưởng thức cà phê của giới có tiền tại Triều Tiên nở rộ từ năm 2014. Giới Donjo, quan chức thường vào quán cà phê để gặp gỡ, sao cho trông thật sang chảnh. Trang phục, phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ. Dưới điều kiện giàu nứt đố đổ vách của các bậc phụ huynh, con nhà giàu Triều Tiên sống rất hưởng thụ. Nhờ có nhiều tiền, các cậu ấm cổ Triều cũng biết chạy theo hàng hiệu. Từ các chuỗi thời trang trung lưu như là Zara, Adidas và Nike, đến các thương hiệu xa xỉ như là Chanel, Prada, đều có thể bám trụ ở Triều Tiên nhờ vào giới siêu giàu này đó các bạn ạ. Tuy nhiên thì giới siêu giàu cũng có giới hạn nhất định, như váy thì không được quá ngắn, không được nhuộm tóc. Nếu trang phục quá nổi loạn hoặc không phù hợp với chuẩn mực Triều Tiên, bạn sẽ có ngay vé gặp cảnh sát. Chỉ có 13-15% dân số ở Triều Tiên dùng điện thoại. Triều Tiên nổi tiếng là một quốc gia hạn chế thông tin người dân, không cho phép người dân kết nối với thế giới bên ngoài. Do đó khi đến đây, bạn sẽ cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Tuy nhiên, một dấu hiệu đáng mừng cho thấy sự phát triển của tầng lớp khá giả quốc gia này là có khoảng 13-15% dân số sở hữu điện thoại. Những chiếc smartphone thương hiệu Triều Tiên cung cấp dịch vụ gọi điện thoại, trò chơi điện tử, các bài nhạc và cho phép người dùng xem cả phim truyền hình.
Tuy nhiên, các cuộc gọi quốc tế và kết nối Internet bị cấm vì Triều Tiên lo ngại người dân tiếp cận các thông tin không lành mạnh, đe dọa đến chế độ. Một chiếc smartphone ở Triều Tiên dao động từ 100 đến 400 đô, tương đương với hơn 2 triệu đến 9 triệu đồng. Tất nhiên thì đây là một số tiền không nhỏ đối với người dân Triều Tiên, vì thế chỉ có những nhà giàu, khá giả mới sở hữu được một chiếc điện thoại mà thôi. Mỗi người Triều Tiên chỉ được đăng ký một thuê bao di động. Hiện nay thì số người dùng điện thoại ở Triều Tiên ngày càng tăng nhanh, nhưng việc kết nối với thế giới bên ngoài vẫn còn khá khó khăn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Hàn Quốc là một đất nước có ngành công nghiệp phát triển nhất nhì thế giới. Những tưởng cụm từ phẫu thuật thẩm mỹ không có tại Triều Tiên, nhưng thực tế thì việc này đã xuất hiện trong giới siêu giàu ở Bình Nhưỡng. Một ca tạo mắt hai mí để cho giống người phương Tây có giá từ 50 đến 200 đô, tùy vào tay nghề bác sĩ. Bên cạnh đó, nếu muốn gặp các bác sĩ có tay nghề cao tại Hàn Quốc, con nhà giàu Triều Tiên có thể xin đi thị thực đi ra nước ngoài, sang Hàn Quốc, thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ để làm đẹp. Sử dụng từ 5 đến 6 hãng taxi, dắt chó đi dạo. Ở đất nước mà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo người dân coi chừng ăn rễ cây mà sống, thì có tới 6 hãng taxi độc lập, nhận thanh toán cả bằng tiền đô. Bạn có thể lựa chọn bất cứ hãng taxi nào đó để đi lại, quan trọng là có tiền. Đặc biệt thành phố Bình Nhưỡng còn có cả những chiếc taxi trang bị pin mặt trời trên nóc. Đến hiện tại, taxi vẫn là hình thức giao thông đắt nhất, chỉ có giới siêu giàu mới dám bỏ tiền ở Triều Tiên. Trong khi tàu điện ngầm, xe buýt, xe điện đều có mức giá cố định là 5 won, tức là chỉ 0,0056 đô, thì một chuyến taxi có 10 phút đã ngốn hết 7 đô rồi. Cảnh dắt chó cưng đi dạo được trau chuốt tỉ mỉ cũng không phải là điều hiếm có ở Pyeonghatan. Tuy nhiên, việc giới siêu giàu có được cuộc sống xa hoa như thế này không phải tự nhiên mà có đâu các bạn ạ. Tất cả là nhờ vào chủ tịch Kim Jong-un. Giới siêu giàu và vị chủ tịch này có mối quan hệ mật thiết như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. 3. Giới siêu giàu có mối liên hệ mật thiết với chính quyền như thế nào? Giới siêu giàu ở Triều Tiên đa số là những quan chức, dù không có ghế trong chính phủ cũng phải có máu mặt trong quân đội. Họ thường điều hành các doanh nghiệp nhà nước ở nước ngoài hoặc phụ trách kêu gọi đầu tư vào Triều Tiên. Ngoài các công việc chính, họ còn có thể bán mọi thứ, từ TV, màn hình phẳng tới các căn hộ chung cư. Nhiều người tự hỏi, tiền đâu mà Triều Tiên bị cấm vận kinh tế dài mà vẫn ăn xài trong những khu xa xỉ? Đó là ông Kim Jong-un đã hướng vào nền kinh tế thị trường dù không được công nhận chính thức. Ông là một người ủng hộ chính sách thị trường mạnh mẽ. Nhờ đó mà các doanh nhân, quan chức mới có cơ hội thuận lợi và phất lên giàu có. Cùng với tín hiệu xanh phát đi từ lãnh đạo Kim, các dịch vụ giải trí, thương mại mới bắt đầu mọc lên để phục vụ cho tầng lớp này và con cháu của họ. Dù các tòa nhà chọc trời lộng lẫy, xa hoa mọc lên, nhưng chúng không dành cho 99% người dân Triều Tiên, mà chỉ 1% những người giàu mới có cơ hội. Từ đây, đất nước này cũng đang phải đối mặt với sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng một cách cực đoan. Thứ tư, sự chênh lệch giàu nghèo và bất bình đẳng ở Triều Tiên cực đoan. Nếu các bạn đã xem bộ phim Hạ cánh nơi anh, sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn đối lập và rõ nét giữa người dân bình thường và người giàu có ở Triều Tiên. Trong khi người dân đi bộ hay chạy xe đạp, sống trong cảnh thiếu thốn, thì ở Bình Nhưỡng, giới nhà giàu vẫn đi ô tô, sống trong những căn hộ xịn, các cậu ấm cô chiêu ăn mặc thời trang. Bất bình đẳng về thu nhập ở Triều Tiên rất lớn, nền kinh tế chủ yếu hướng tới hỗ trợ lực lượng quân đội hùng hậu. Chính vì thế, những người nông dân ở Triều Tiên như đang sống một thế giới khác. Họ phải làm việc rất vất vả để kiếm sống, cơ sở hạ tầng ít ỏi và thấp kém. Nhiều người không được tiếp cận dòng nước sạch hay dòng điện ổn định. Họ có tiêu chuẩn sống rất thấp so với thủ đô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các công trình xây dựng chỉ có thể được tận hưởng bởi những người giàu có, thường sinh sống ở đô thị. Các thành viên trong giới thượng lưu hay trong các gia đình cấp cao được những đặc quyền và ưu tiên hơn trong việc tiếp cận giáo dục, việc làm, chăm sóc y tế và các phúc lợi, trong khi người dân thông thường không được tiếp cận. Dù phần lớn người dân vẫn còn sống nghèo, thì các tầng lớp thượng lưu có tiền ở Triều Tiên lại đang ngày càng nhiều lên. Những thú tiêu khiển phổ biến nhất ở Triều Tiên lại là những bí mật công khai trên thế giới. Các bạn nghĩ sao về sự chênh lệch và bất bình đẳng này tại Triều Tiên? Hãy comment ý kiến ở ngay dưới phần bình luận nhé! Mặc dù giới siêu giàu ở Triều Tiên có nhiều đặc quyền, được sống xa hoa, tuy nhiên dưới chế độ hà khắc của đất nước, họ cũng bị hạn chế một vài quyền lợi. Và cùng xem đó là gì? 5. Những hạn chế của giới siêu giàu ở Triều Tiên. Bị chính phủ kiểm soát, cuộc sống của giới siêu giàu ở Triều Tiên chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Chính quyền có vai trò quyết định tới quyền lực và các lợi ích cho giới siêu giàu.
Điều này có thể gây ra sự thiếu minh bạch và bất công trong xã hội. Bằng chứng là dân Triều Tiên nghèo thì vẫn nghèo, mà giới thượng lưu giàu thì vẫn giàu. Tiếp cận thông tin bị hạn chế, giới siêu giàu có thể mua smartphone để gọi điện, chơi game nhưng không hề có internet hay có kết nối mạng để biết thông tin bên ngoài. Đối mặt với hạn chế kinh doanh, chính phủ Triều Tiên áp đặt các quy định và quy chế kinh doanh rất khắt khe, đòi hỏi giới siêu giàu phải tuân thủ chặt chẽ, bao gồm đối tác kinh doanh phải được chính phủ chỉ định, giới hạn trong việc mở rộng kinh doanh, giá cả. Hạn chế quốc tế, giới thượng lưu ở Triều Tiên cũng gặp hạn chế trong việc tiếp cận và tham gia thị trường quốc tế. Lệnh cấm thương mại từ các quốc gia khác của Triều Tiên gây ảnh hưởng đáng kể đến khả năng kinh doanh và mở rộng quan hệ kinh doanh với các quốc gia khác. Vậy là qua video này, chúng ta đã biết rõ hơn về cuộc sống của giới siêu giàu ở Triều Tiên. Đừng quên ấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và video hấp dẫn nhất. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.